Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Đấy, các bạn có thể nhìn được rằng là trên tay mình là CPU Intel Core i9 12900K, một mẫu CPU mới nhất thuộc thế hệ thứ 12 của Intel. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về việc là CPU Intel Core i9 có còn nóng hay là không. Thì câu trả lời của mình là CPU nếu như so với những cái phân khúc thì dĩ nhiên là vẫn nóng, nhưng khi so với những thế hệ tiền nhiệm thì Intel Core i9 12900K đã mát hơn rất nhiều rồi. Đầu tiên đó chính là về mặt socket. Socket đã tăng lên từ 1200 lên 1700. Qua đó thì cái bề mặt của CPU cũng lớn hơn khi so với thế hệ tiền nhiệm, tức là cái bề mặt tiếp xúc đã được là mở rộng ra, thế nên cái hiệu quả tản nhiệt cũng được cải thiện. Và cái thứ hai nữa liên quan đến tiến trình từ 14 nanomet xuống còn 10 nanomet, và vì thế cái tiến trình giảm xuống thì cái mức điện năng tiêu thụ, cái mức điện năng hao tổn này cũng sẽ thấp hơn, thế nên chắc chắn sẽ là mát hơn. Và nếu như các bạn muốn mang ra một mẫu CPU để so sánh được giữa hai hệ thống tản nhiệt thì dĩ nhiên chúng ta vẫn cần một mẫu CPU như Intel Core i9 12900K để có thể so sánh. Vậy thì ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến một cái câu chuyện mà rất nhiều các bạn quan tâm, đó chính là giữa tản nhiệt khí và tản nhiệt all-in-one, hệ thống tản nhiệt nào sẽ là hệ thống tản nhiệt tốt nhất. Các bạn đã từng nghe đến câu nói xét trong cùng một phân khúc giá, ví dụ phân khúc giá khoảng 2 triệu đồng đi, thì hệ thống tản nhiệt khí với hệ thống tản nhiệt nước all-in-one sẽ cho cái hiệu năng là tương đương nhau. Vậy thì câu chuyện đó có đúng hay là không thì mình cùng các bạn cùng nhau làm rõ cái vấn đề đấy. Đầu tiên thì mình sẽ bỏ CPU ra ngoài và mình sẽ lấy ra đây một hệ thống tản nhiệt khí có mức giá khoảng 2 triệu đồng. Thì đây là Noctua NHU14S. Thật ra thì đối với hệ thống tản nhiệt của Noctua thì các bạn cũng không còn quá xa lạ rồi, là một trong những cái hãng sản xuất hệ thống tản nhiệt gần như là tốt nhất, chuyên sản xuất những hệ thống tản nhiệt khí. Thì đây là một em Noctua này sẽ có sử dụng một quạt thôi và giá là khoảng 2 triệu hay 2 triệu 3 đấy, một mức giá tương đối là ấn tượng khi so với hệ thống tản nhiệt khí có một quạt. Tất nhiên thì đắt là sắt ra miếng rồi. Ở đây thì mình đang có một em tản nhiệt nữa cũng thuộc gọi là một phân khúc tương đương đi, mình sẽ gọi chung là phân khúc khoảng 2 triệu đồng. Thì đây là tản nhiệt all-in-one đến từ Thermalright. Thermalright thì anh em biết rồi, là một trong những hãng chuyên sản xuất những cái thiết bị liên quan đến là quạt này, vỏ cây, họ sản xuất nhiều lắm. Thì đây là Thermalright Frozen Magic 240 White. White ở đây thì là màu trắng của sản phẩm rồi. 240, đây là kích thước của rad là 240. Thì mình sẽ so sánh hai em này để cho các bạn thấy được rằng là trước tiên trong mức giá khoảng 2 triệu đồng thì đâu sẽ là hệ thống tản nhiệt tốt hơn giữa tản nhiệt khí và tản nhiệt nước all-in-one. Và trước khi đi vào phần test của hai em này thì mình sẽ nói luôn, ở đây với CPU Intel Core i9 12900K có cái mức điện năng tiêu thụ là khá cao, nếu như mà so với những hệ thống tản nhiệt sẽ loanh quanh khoảng chừng từ 250W đến 290W tùy từng mẫu CPU, bởi vì mỗi mẫu CPU sẽ có mức điện năng khác nhau. Thế nên để có một cái nhìn trực quan và so sánh tốt nhất thì mình sẽ lock TDP lại ở mức tối đa là 230W để cho các bạn có thể nhìn thấy được là cái sự chênh lệch của giữa các hệ thống tản nhiệt được tốt nhất, để cho CPU không bị overload, tức là không bị cái nhiệt độ quá cao overheat, tức là CPU sẽ không đạt được 100 độ, để các bạn thấy được là giữa tản khí và tản nhiệt nước all-in-one nó sẽ khác nhau. Ví dụ bây giờ mà mình cứ để cho CPU bung điện đi để đến đạt tới 100 độ C thì lúc đấy chúng ta rất khó để nhìn, thế nên lock lại ở 230W sẽ là phù hợp nhất. Đầu tiên thì mình sẽ nói đến đó chính là stress test bằng Prime 95 nặng nhất, thì thực sự mình nhìn giống hệt như kiểu là mình copy với nhau luôn, hiệu năng là tương đương nhau, không hề có một chút sự khác biệt giữa hai hệ thống tản nhiệt khí và tản nhiệt all-in-one này. Nhiệt độ cao nhất sẽ loanh quanh khoảng chừng từ 86 đến 90 độ C và mức nhiệt độ ổn định ở các core CPU sẽ loanh quanh khoảng chừng 77 đến 79 độ C, một mức nhiệt mà mình thấy là hoàn toàn ổn để sử dụng. Nếu như các bạn nghĩ rằng là 230W là mình đang giới hạn hiệu năng của CPU lại thì mình thực tế nói luôn là mình không giới hạn được cái hiệu năng của CPU đâu. Cái giới hạn 230W đây để chúng ta lấy một mốc để so sánh thôi. Còn khi các bạn sử dụng và các bạn render video thì khi đấy cái điện năng tiêu thụ của CPU nó chỉ dưới 200W mà thôi, sẽ loanh quanh khoảng 180W. Và mình đã có render luôn cả video, một video gọi là có cái footage test mình để giống hệt nhau giữa một em Noctua và một em đến từ Thermalright đây, thì cái thời gian render là giống nhau bởi vì CPU vẫn chạy được hoàn toàn ổn định và cái mức điện năng tiêu thụ lẫn cái nhiệt độ là gần như có sự tương đồng. Đấy là các bạn thấy được là trong phân khúc giá 2 triệu đồng, tản nhiệt khí và tản nhiệt nước all-in-one là giống nhau về mức độ hiệu năng, còn về cái mức giá thành sẽ chênh nhau một chút, cái đấy chúng ta sẽ bỏ qua luôn nhá. Rồi thì đây là phân khúc liên quan khoảng 2 triệu đồng. Chúng ta sẽ chuyển sang một phân khúc cao hơn đi. Tản nhiệt khí thì sẽ là tản nhiệt hai quạt của một em Noctua khác.
và tỏa nhiên liệu all-in-one cũng phải nâng cấp lên, không phải 240 nữa, 360 thì sao? Ở đây thì mình đang có một em nóc tuần HD15. Thì em này là một em hệ thống được nâng cấp hơn khi mà chúng ta sẽ có là tháp đôi rồi, với tổng cộng ở đây là đôi 46 ống đồng được bố trí đều ra, được là hai bên, tôi gọi là 12 ống đồng cũng được, các bạn muốn gọi bao nhiêu thì các bạn gọi. Thì ở đây chúng ta sẽ có luôn là hai quạt. Tất nhiên thì mình sẽ lưu ý lại một chút với các bạn, nếu như các bạn lựa chọn phiên bản nóc tua NHD15 thì các bạn cần phải lựa chọn main sao cho phù hợp nhất, bởi vì nếu như các bạn không lựa chọn thì rất dễ gây ra cái hiện tượng đó là cấn một chút liên quan đến vấn đề về RAM và khu vực VRM. Và mình thì mình đã lựa chọn main vô cùng kỹ càng rồi, thế nên lắp vào gần như là cấn rất ít thôi, nên hiệu năng sẽ không bị thay đổi nhiều đâu, các bạn sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề đấy. Tiếp theo nữa thì mình sẽ tìm một đối trọng khác. Đây cũng là một tản nhiệt đến từ Thermalright Frozen Magic AX360. 360 ở đây là sử dụng hệ thống là 3 quạt với rad kích thước là 360mm. Tất nhiên thì là mức giá của hai em này, nếu mà nói thẳng ra thì cả hai hệ thống tản nhiệt nước All-in-One sẽ có mức giá ưu đãi hơn, tức là mức giá rẻ hơn một chút khi so với tản nhiệt đến từ nóc tua. Nhưng mà thôi, mức giá loanh quanh khoảng 2.7 đến khoảng 3 triệu thì mình cứ gọi chung với nhau là bằng nhau đi để cho các bạn dễ so sánh hơn. Thì đầu tiên mình sẽ nói đến những cái điểm khác biệt giữa em 360 với em 240. Đối với em 240 thì chúng ta sẽ có rất nhiều LED RGB. Tuy nhiên chuyển sang phiên bản 360, chúng ta có một kích thước RAT lớn hơn rất nhiều, nhưng hệ thống quạt đã được đổi lại và LED RGB bây giờ sẽ chỉ tập trung ở khu vực block thôi, còn cánh quạt sẽ là cánh quạt bình thường. Tất nhiên là nếu như các bạn quan tâm đến LED RGB thì hoàn toàn có thể cân nhắc lựa chọn thay những phiên bản quạt khác cũng được, cái này thì hãng không giới hạn đâu. Và bây giờ thì mình sẽ vào luôn phần test. Đầu tiên thì mình sẽ nói đó chính là phần test với Prime 95. Thì cái nhiệt độ thật sự là giống như kiểu là mình copy hai cái ra với nhau, nhiệt độ gần như là tương đồng khi mà mức nhiệt sẽ loanh quanh khoảng từ 70 đến khoảng 85 độ C. Tại sao có mức nhiệt khoảng từ 70 đến 85 độ C? Cái lý do ở đây là mặc dù là ở trong một mẫu CPU, thế nhưng ở các cái vị trí các nhân sắp xếp khác nhau, thế nên cái mức nhiệt tỏa ra của từng nhân một cũng khác nhau. Đây là toàn bộ các nhân đều full load 100%, thế nhưng đây là cái cụm nhân nhá, có cụm nhân hiệu năng cao và cụm nhân hiệu năng thấp, thế nên cái mức nhiệt chênh nhau là chuyện hoàn toàn bình thường. Thế nhưng đây vẫn là một mức nhiệt cực kỳ thấp khi so với một mẫu CPU Intel Core 9 và stress test rất nặng bằng Prime 95. Tức là về mặt lý thuyết, nếu như mình không giới hạn TP của CPU Intel Core i9 xuống khoảng 230W mà mình mở full luôn thì cả hai em tản này thì đều có thể gánh được CPU chạy full load kể cả 280W, vẫn có thể ổn định được mức nhiệt gọi là dưới 95 độ C để các bạn có thể sử dụng. Nhưng các bạn yên tâm đi, khi các bạn sử dụng và render video thì cái mức nhiệt sẽ loanh quanh mình nghĩ khoảng chừng dưới 70 độ C thôi, rất khó để có thể lên cao hơn. Hoặc là vỏ cây các bạn bị bí quá thì khi đấy mức nhiệt sẽ khoảng từ 75 độ trở xuống, vẫn là mức nhiệt cực kỳ thấp khi so với một mẫu CPU hiệu năng rất tốt nhìn theo Core i9 12900K. Tất nhiên thì nếu mà nói miệng như vậy thì nghe kiểu kiểu nói miệng vậy thôi, stress test bằng Prime 95 thì trông như vậy, còn khi chơi game thì sẽ như nào? Tất nhiên mình cũng đã có test luôn cái phần hiệu quả khi chơi game. Và CPU khi chơi game thì các bạn biết rồi đấy, mỗi môn CPU thì không thể chơi game được, thế nên mình đã lựa chọn thêm một cái hệ thống chơi game sao cho hoàn chỉnh nhất. Khi mà kit RAM được mình lựa chọn sẽ có tổng dung lượng là 32GB DDR5 với bus RAM 4800 luôn cho chất lượng. Bên sẽ là Acer Prime Rex 690. Lý do được mình lựa chọn những dòng bên Acer Prime bởi vì là các bạn biết là dòng Acer Rex 690 năm nay có một cái ưu điểm là họ có thể sử dụng những cái dòng gọi là những cái bộ gông của socket 1200 lắp lên vẫn được. Nếu bạn băn khoăn rằng liệu mà cái khu vực tiếp xúc của cái mặt tản nhiệt với CPU có khít hay là không thì mình trả lời luôn là kể 4 hệ thống tản nhiệt đều khít hết. Mặc dù đây là hệ thống tản nhiệt dành cho những dòng CPU socket 1200-1151, nhưng khi nâng cấp lên 1700, cái bề mặt block vẫn phủ kín được CPU, tức là cái hiệu năng tản nhiệt vẫn hoàn toàn ổn và không hề bị thay đổi khi so với thế hệ tiền nhiệm. Đấy, đây là điều các bạn băn khoăn. Rồi, còn về thành phần VGA, ở đây sẽ là RTX 3060 và mình sẽ test game trên độ phân giải là 2K để cho CPU và VGA hoạt động được một cách cao nhất có thể. Yên tâm đi, CPU Intel Core 9 chơi game mà mắc được thì cực kỳ khó. Và mình sẽ có những nhận xét trước khi đi sâu vào cái phần test, đó chính là cái mức nhiệt các bạn có thể nhìn thấy ở xung quanh khu vực các cái bốn góc thì mình đã có để tên của tất cả hệ thống tản nhiệt, và các bạn có thể nhìn được rằng đó chính là cái hiệu năng, cái mức hiệu năng đấy chênh lệch thì chắc chắn là không thể có hiệu năng chênh lệch được. Tuy nhiên với mức độ nhiệt độ thì
chắc chắn rằng là cái hệ thống nóc tua NHD15 và hệ thống tản nhiệt nước Frozen Magic EX360 sẽ mát hơn một chút khi so với hai hệ thống tản nhiệt còn lại. Dĩ nhiên rồi, mức giá chênh nhau khoảng chừng 1 triệu đồng thì cũng phải có khác biệt để chúng ta có thể nhìn được. Rồi, và tổng kết lại, như các bạn có thể thấy được, cả bốn hệ thống tản nhiệt mình mang tới cho các bạn ở trong video ngày hôm nay đều là những hệ thống tản nhiệt dùng được rất tốt cho CPU Intel Core i9 12900K. Nếu như nhu cầu các bạn là thuần chơi game hoặc là làm việc hay render video thì vẫn có thể đáp ứng được cực kỳ tốt, miễn là vỏ cây các bạn có cái airflow, tức là hệ thống thông gió ở trong vỏ cây các bạn được tốt nhất, thì khi đấy khi mà sử dụng thì sẽ là cực kỳ ổn. Và các bạn muốn mình làm thêm về những cái sản phẩm hệ thống tản nhiệt hay muốn so sánh CPU như thế nào, đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận của video. Đường link của sản phẩm mình sẽ để ở trong phần mô tả để các bạn có thể click vào tham khảo. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.